Rồi cái clip hôm bữa là anh em coi mình mở hộp ha. Đây, này người ta tháo đầu ra để bắn vô u cho dễ. Hôm nay em nó sẽ bắn thực tế làm full một cái trần bé bé xinh xinh luôn. Tiếng cũng mới đầu mình cũng sợ lớn lắm, sợ nó ồn quá chủ nhà không chịu, nhưng mà nghe thì cũng được. Lỗ tai nó kế bên nó không sợ mà. Em này nó nói nó bắn không biết thiệt không thấy cũng biết bắn. Một cái đinh này là nó neo được 60kg nha mọi người, thoải mái. Nó mạnh quá, nó hơi mẻ miếng bê tông. Bắn này chú ý là đưa cây súng như thẳng, đưa cái súng thẳng nó không có bị cái gì mẻ, ít mẻ hơn. Mọi người coi, mình quay gần gần chút, quay gần gần coi. Nhiều anh em thì đóng tắc kê, khoan tắc kê rồi dặn xiết gì không đủ kiểu vậy, mỗi thời mỗi tiến bộ. Rồi bây giờ nó làm nó đơn giản hóa lại, làm cho nó nhanh. Cái cây súng này giá nó cũng ngang ngang với cây khoan à. Mà xài bền đi hơn không thì chưa biết. Đấy, mũi cũng bình thường. Đây là mình đang review cây súng. Còn trần thì anh em nào muốn tham khảo thì mọi người xem hết video nha. Đó, vậy cái mình thả cây giữa là cây xương chịu lực, gọi là chịu tải trọng. Còn khoảng cách của những cái cây xương mà neo tấm thì tùy. Ai mà muốn tiết kiệm thì làm thương chút, còn cái này là làm theo gọi là tiêu chuẩn, tức là một khoảng cách 1m22 của nó là 4 cây thì mình chia đều khoảng 40-40 vậy đó. Vậy là ok rồi. Mấy cái ô nhỏ nhỏ thì làm vậy thôi. Rồi cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt.